Giới Phật tử 48 giới khinh tiếp theo 21. Này Phật tử, chẳng nên đem giận trả giận, đem thù trả thù. Dầu người có giết thầy mình, tăng chúng cũng không nên giết lại. Phật mình bị giết cũng không nên trả thù, giết mạng trả mạng, không thuận hiếu đạo. Cũng không nuôi tôi tớ, mỗi ngày đánh mắng khởi ba nghiệp vô số, huống cố phạm bảy tội nghiệp. Phật tử xuất gia lại cố trả thù không lòng lành, đến nỗi trả thù thời phạm khinh cấu tội. 22. Này Phật tử, mới xuất gia chưa hiểu chi cả, mà ỷ mình thông minh có trí, hoặc ỷ cao sang tuổi lớn, họ hàng răng rác, hiểu rộng biết nhiều, phước to giàu đủ, dư của bảy báu, cậy đó mà ỷ thế khuê tài, sanh lòng kiêu mạn, không chịu hỏi học kinh luật với các vị pháp sư học trước. Còn pháp sư kia hoặc là cánh họ thấp, tuổi nhỏ, nhà hẹp, nghèo nàn, hèn hạ, mà thiệt có đức, bao nhiêu kinh luật đều thông. Phật tử tăng học không đặng xem dòng họ của pháp sư, mà không đến học hỏi nghĩa chương đế thứ nhất của pháp sư, thời phạm khinh cấu tội. 23. Này Phật tử, sau khi Phật diệt độ rồi, hảo tâm muốn thọ giới Phật tử, thời phải tới trước hình tượng Phật tự thệ nguyện mà thọ. Cần phải sám hối trước tượng Phật trong 7 ngày, đặng thấy tướng tốt thời đắc giới. Nếu chưa thấy tướng tốt phải sám hối 2 tuần, 3 tuần cho đến 1 năm, cầu đặng tướng tốt. Chừng nào tướng tốt đặng thấy rồi, thời đặng ở trước hình tượng Phật mà thọ giới. Nếu không thấy tướng tốt của Phật, dầu ở trước tượng Phật mà thọ giới, cũng không gọi là đắc giới. Bằng như thọ giới nơi pháp sư, trước có thọ Phật tử giới thì không buộc phải thấy tướng tốt. Vì sao? Vì pháp sư ấy có thầy nối truyền, nên không buộc thấy tướng tốt. Bởi vậy, khi thọ giới đối trước pháp sư, sanh lòng chí trọng mà thọ, thời đắc giới, hoặc trong ngàn dặm không có thầy truyền giới, thì được ở trước tượng Phật tự phát thệ thọ giới. Xong, cần phải thấy tướng tốt. Nếu pháp sư ỷ mình biết kinh luật, học giới, có Phật tử tăng học đến hỏi nghĩa kinh luật, lại đem lòng khinh khi ghét bỏ, kiêu căng, không đáp tử tế mỗi lời nói, thời phạm khinh cấu tội. 24. Này Phật tử, có kinh luật của Phật, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân, mà không chịu cầu học tu tập, khác nào bỏ của thất bảo, trở lại học theo sách vở của thế tục, lý luận của đời, các luận của ngoại đạo, tất cả thuyết của tà kiến, đó là nhân duyên ngăn đạo, dứt mắt Phật tánh chẳng phải tu hành Phật tử. Nếu cố làm như thế, thời phạm khinh cấu tội. 25. Này Phật tử, khi Phật diệt độ rồi, làm ông chủ thuyết pháp, chủ tu hành, chủ giáo hóa, chủ tọa thiền, phải sanh lòng từ, khéo sắp đặt hòa giải trong chúng, và khéo giữ gìn của tam bảo, đừng xài vô độ như của mình. Nếu khoái chúng gây tranh, rầy ra, còn mình lung lòng, xài của tam bảo, phạm khinh cấu tội. 26. Này Phật tử, ở trước trong chùa, thấy ông khách tỳ kheo sau đến vào chùa, nhà, thành, ấp hoặc đền vua, nhẫn đến chỗ kiết hạ an cư và trong đại hội, thời ông thầy ở trước đó phải rước vào, đưa đi cúng các đồ ăn uống, phòng, nhà, chiếu gối, giường chõng, mỗi việc phải cấp cho như không của, cúng dường tất cả vật dụng cho khách tăng dùng. Nếu có người đàn việc đến thỉnh chúng tăng, thời khách tăng cũng có dự phần thỉnh, chủ giáo hội phải sắp thứ lớp cho khách tăng thọ thỉnh. Nếu ỷ ở trước trong chùa lại thọ thỉnh riêng mà không cho khách tăng dự, mắc tội vô lượng, không khác súc sanh, không phải sa môn, không phải con nhà Phật, phạm khinh cấu tội. 28. Này Phật tử, không đặng thọ thỉnh riêng, thu lãnh của cúng về mình, của cúng ấy chung 10 phương tăng. Thọ thỉnh riêng tức là lấy của tăng 10 phương và trong các ruộng phước là chư Phật, thánh nhân, thầy, chúng tăng về mình dùng, phạm khinh cấu tội. 28. Này Phật tử, khi có những người đàn việc nào muốn thỉnh chúng tăng cầu ruộng phước, thì phải vào trong chùa thưa với sư tri sự rằng: tôi nay muốn xin thỉnh chúng tăng cầu phước. Sư tri sự phải dạy lại rằng:
cứ theo thứ lớp mà thỉnh, thì đặng mười phương hiền thánh tăng, người đời riêng thỉnh 500 vị La Hán Phật tử tăng, chẳng bằng theo thứ lớp mà thỉnh một vị phàm tăng. Nếu lựa mà thỉnh riêng là cách của ngoại đạo, xưa bảy lớp Phật không có cách thỉnh riêng. Nếu Phật tử làm vị sư tri sự không dạy, thời phạm khinh cấu tội. 29. Này Phật tử, cố đem lòng ác vì cố lợi dưỡng, buôn bán sắc đẹp nam nữ, tay mình làm đồ ăn hoặc xây giá, xem tướng đàn ông đàn bà, bàn mộng kiết hung, sanh nam hay nữ, chú thuật nghề khéo, tập luyện chim ân, bào chế trăm ngàn thuốc độc, độc rắn, độc sâu, độc vàng bạc, đều không lòng từ mẫn, lòng hiếu thuận, nếu cố làm, thời phạm khinh cấu tội. 30. Này Phật tử, cố đem lòng ác, mình chê tam bảo, giả bộ nương gần, miệng cứ nói không, làm trong chỗ có, xu phụ về mặt của thế gian, mai mối cho nam nữ tư thông, giao hội sắc dâm, gây các việc buộc ràng dính mắt, ăn chay là sắc sanh trộm cắp, hủy giới phá trai, phạm khinh cấu tội. 10 giới này cần phải học, kính lòng vâng giữ.